Lãnh đạo huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vừa đến thăm động viên, trao tiền hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị tốc mái nhà do cơn dông lốc vào chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua. Dông lốc đã làm tốc mái 17 căn nhà, một người thiệt mạng do sét đánh trúng. Theo đó, cơn dông lốc sét vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2024 đã làm tốc mái 17 nhà dân trên địa bàn các xã Tân Thành A, Tân Phước, Bình Phú và thị trấn Sa Trài, ước thiệt hại trên 369 triệu đồng. Đặc biệt, có một trường hợp người dân tại ấp Rọc Muốn, xã Tân Công Chí bị thiệt mạng do sét đánh trúng. Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình bị ảnh hưởng do dông lốc gây ra, mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm sửa chữa lại nhà cửa. Địa phương cũng sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nhà dân bị tốc mái nhà do ảnh hưởng của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.